bón phân đóng vai trò như thế nào trong việc canh tác cà phê bền vững? Đâu là cách bón phân thông minh mà nhà vườn cần áp dụng để tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận trong canh tác cà phê? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Phạm Anh Cường. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.